Dạ, Hùng Tỷ Phú mến chào tất cả quý cô chú, quý anh chị, quý nhà đầu tư ở trong nước cũng như ngoài nước đã ghé thăm kênh YouTube Bản Rất Là Nhìn Ngang của Hùng và website hungtyphu.vn của Hùng ạ. Cô chú thân mến, hôm nay Hùng đang ở tại là đường Đại Lộ Nguyễn Tất Thành, và đường Đại Lộ Nguyễn Tất Thành nó là vị trí giáp với lại đường Lê Hồng Phong Nha Trang và giáp với lại trung tâm thành phố biển Nha Trang của mình. Thì từ đây mà đi ra cái chỗ ngay đầu đường Hồng Diệu với lại đường Trần Phú của mình đó thì tầm chỉ có khoảng là 2,3 km thôi, và ra cái đến đó là bờ biển và bãi tắm của mình luôn cô chú ạ. Thì ngày hôm nay Hùng sẽ đưa cô chú anh chị ở xa, ở gần, ở trong nước cũng như ngoài nước đến xem một cái căn nhà. Đó là một căn nhà được xây từ năm 2019, và căn nhà này nói chung là cũng rất là đẹp và mới. Thì căn nhà này Hùng muốn giới thiệu đến cô chú á, nó có diện tích là 80 m², với chiều ngang của nó là 6 m và chiều dài của nó là 13 m, và hướng của nó là hướng Tây Bắc. Thì buổi sáng với lại buổi chiều thì cũng rất là mát mẻ. Và vị trí của căn nhà này á thì cách khu đô thị An Bình Tân của mình á, bên kia cô chú, đi theo hướng này là ngay tại khu đô thị An Bình Tân, ngay cổng khu đô thị An Bình Tân á, thì đâu đó rơi vào khoảng là 250 m. Và nếu mình đi về theo hướng chỗ khu đô thị Vincent Phước Long á của mình á, thì đâu đó rơi vào khoảng là 500 m. Thì Hùng nói cho nó nhiều dài dài tí để cô chú đến khỏi phải ngỡ ngàng bất ngờ. Và vị trí căn nhà của mình á, nó gần với lại nhiều cái cửa hàng, nhà hàng hải sản đó chú. Ở đây trên dọc đường này rất là nhiều nhà hàng hải sản rẻ. Và đi qua bên chỗ cầu Bình Tân của mình á, thì chỉ có khoảng là 300 m thôi. Đó, đây là vỉa ngoài của căn nhà mình. Đó, căn nhà này thì mới xây từ năm 2019 thôi cô chú. Đó, cũng rất là đẹp. Đó, thì mặt tiền của nó thì từ bên này qua bên này thì khoảng là 6 m thôi. Đó, và đây là mặt tiền đường Nguyễn Tất Thành. Và căn nhà này nằm trên con tuyến đường là đi sân bay Cam Ranh. Nếu mình đi vào trong sân bay Cam Ranh của mình đó, ngay tại đó thì sau đó rơi vào khoảng là 20 km, và đi cũng rất là nhanh. Đó, tuyến đường này là đi thẳng một mạch ra sân bay luôn. Đó, thì căn nhà của mình nếu mà thời điểm này á mình mua để cho thuê á, thì giá thuê của căn nhà này rơi vào thành khoảng là 25 triệu một mét, nhưng mà thời điểm mà trước dịch á thì khoảng 30 đến 35 triệu một mét. Bây giờ mình nếu mà cho thuê thì khoảng 25 thôi trong thời điểm dịch này. Và căn nhà này là một căn nhà được anh chủ á, anh muốn bán với giá là 7 tỷ 580 triệu. Và pháp lý á thì đây là căn nhà có sổ hồng. Căn nhà pháp lý này là sổ hồng, và hiện tại là căn nhà này anh chủ anh đang kẹt tiền nợ ngân hàng cần bán gấp. Và ở đây khi mà sang tên công chứng thì chính chủ sẽ bao tất cả mọi loại thuế cũng như là phí, và phí sang tên công chứng bao thuế là thuế trước bạ cho người mua và bao phí sang tên công chứng cho người mua luôn. Và căn nhà này hiện tại chưa có hoàn công thì anh chủ anh cũng sẽ bao hoàn công cho mình vào trong sổ luôn. Đó, về kết cấu căn nhà của mình đó thì cho Hùng một phút Hùng lấy cái kết cấu đó. Đó, kết cấu căn nhà là được phép xây 7 tầng, thì ảnh ngày xưa anh dự tính là xây khoảng 7 tầng là, nhưng mà vì là không đủ tiền nên xây chỉ có khoảng là 4 tầng thôi, và đến đây hết tiền thì ảnh bán luôn. Về số phòng đó, thì nhà của mình đó, nó có một trệt, ở dưới đây là một trệt cô chú, một trệt, và số lầu thì có tất cả là 3 lầu. Và 5 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh, 1 phòng thờ, 1 phòng khách và 1 phòng bếp cho gia đình, với lại 1 cái phòng để cho gia đình ngồi coi tivi, giải trí, hát karaoke rồi cô chú ạ. Đó. Thì giá bán thì căn nhà này giá bán chỉ có là 7 tỷ 850 triệu, có thương lượng nhẹ cho mình. Đó. Thì bây giờ Hùng sẽ dẫn cô chú từ đi vào xem bên trong, mình xem từ bên ngoài đi vào bên trong căn nhà để chúng ta nắm được cái căn nhà này.
Sau đó Hùng sẽ dẫn cô chú đi dưới mặt đất, mình đi một vòng xung quanh, vị trí xung quanh để mình biết được cái tiện ích cũng như là cái giá trị của căn nhà này mình có mua được để đầu tư được hay không. Đó, thì căn nhà của mình nó có vài cái yếu tố, vài cái công dụng, đó là công dụng đầu tiên là vừa để ở vừa để kinh doanh, công dụng thứ hai là vừa để có thể là cho thuê văn phòng được, bởi vì đây là mặt tiền đường á, rất là dễ cho thuê văn phòng kinh doanh cô chú ạ. Trên cái tuyến đường này là kinh doanh mua bán rất là đông cô chú ạ. Đó, thì nãy giờ Hùng đã nói sơ bộ về cái căn nhà này rồi, thì bây giờ Hùng sẽ kết thúc đoạn giới thiệu. Hùng sẽ dẫn cô chú đi vào xem nhà một cách rõ ràng, chi tiết cụ thể để cô chú nắm bắt được rõ ràng hơn nha. Và nếu cô chú thấy video của Hùng hay, hữu ích và mang lại nhiều giá trị cho nhà mình thì cô chú hãy bấm cái chuông đăng ký, bấm cái chữ đăng ký và bấm cái chuông thông báo để khi Hùng tải video mới nhất, cô chú sẽ là người nhận được đầu tiên. Và nếu cô chú thích căn nhà này thì hãy gọi cho Hùng theo số hotline trên màn hình là 0902 227 181 để Hùng tư vấn cụ thể và gửi sổ sách giấy tờ qua cho mình xem ạ. À, thì cô chú nếu mà thấy có bạn bè mình, có ai có nhu cầu muốn mua nhà tại Nha Trang và mặt tiền đường Nguyễn Tất Thành như thế này thì hãy chia sẻ video này cho bạn bè mình, giới thiệu ủng hộ Hùng với ạ. Hùng sẽ cố gắng nhiều thời gian để làm nhiều video chi tiết cụ thể để giới thiệu đến cô chú, để phục vụ cô chú ở xa ở gần, để cô chú có thể mua nhà và chốt cọc online được ạ. Cảm ơn cô chú rất nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ạ. Dạ cô chú thân mến, cô chú nhìn xa xa phía trước kia chính là cái chỗ cổng khu đô thị An Bình Tân Nha Trang của mình, và đi lên trên kia là cầu Bình Tân Nha Trang, và bên này là nhà hàng hải sản, và bên này là chỗ công ty văn phòng bán máy lạnh Daikin. Và căn nhà của Hùng muốn giới thiệu đến cô chú là căn nhà nằm tại số 29, đây 29 đại lộ Nguyễn Tất Thành. Và căn nhà này là nằm trên con đường này, đây là con đường từ bên này qua đến bên này là đã khoảng là 15 mét rồi, còn từ bên kia và đi qua đến bên đường bên kia là khoảng là 30 mét rồi. Đó, thì con đường căn nhà của chúng ta nằm tại mặt tiền đường 30 mét, và trên đây thì khu vực là người ta buôn bán kinh doanh rất là nhiều, thì một lát nữa Hùng sẽ giới thiệu sau. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi xem căn nhà nha. Thì Hùng sẽ quay cái vỉa ngoài bên ngoài cho cô chú xem. Đó, nếu mà cái mặt tiền phía trước của căn nhà này á, thì cô chú thấy là từ cái chỗ đây qua đến cái chỗ này là 6 mét. Đó, và đây là bên dưới là một tầng trệt rồi nha. Đó, rồi xong chúng ta sẽ lên tầng 1 nè. Đó, đây là một tầng, rồi 2 tầng, rồi 3 tầng. Đó, và bên trên có cái tầng thượng đó cô chú. Đó. Rồi, bây giờ Hùng sẽ đưa cô chú từ ngoài đi vào trong để chúng ta xem cái căn nhà này. Đó. Đó, nhà của mình là thuở đầu tiên là lắp cửa sinh pha, cửa kính sinh pha nè, nhôm sinh pha. Ở bên ngoài căn nhà của mình nó có mấy cái cây, đây là mấy cái cây rêu rong cỏ nữa để cho căn nhà mình nó trở nên mát mẻ cô chú. Đó. Vì là cũng kẹt nợ ngân hàng nên là anh chủ còn bán gấp để lo công việc của mình. Đó, trả nợ ngân hàng một phần, còn một phần mua cái chỗ khác để ở và để kinh doanh mua bán. Đó, đây là phần tầng trệt nhà của mình. Thì bên dưới là mình để xe máy nè. Đó, chỗ này mình có thể để xe máy. Đấy. Rồi bên này là... Đó. Bên này là chỗ để cho em bé đồ nhà mình chơi. Đó, và đây là cái thang máy, cái cầu thang nhà mình, thì cầu thang này làm rất là đẹp và nói chung là nhìn rất là xịn sò. Đó, đây là không gian phòng khách bên dưới, chỗ này là ngồi để mình ăn cơm và cho các cô các chị nấu nướng đồ tại đây. Đó, con chú xem nhà xây thì từ năm 2019 nên rất là đẹp và còn mới khang trang. À, còn nội thất á, thì anh chị cô chú thích thì có thể thương lượng với lại anh chủ sau ha. À, bán nhà là bán cái phần gọi là nội thất liền tường thôi.
Còn sau này nếu mà cô chú thích cái nào thì để sẽ thương lại lượng thêm. Đó, bên dưới không gian này. Đó, đây là tủ, này là kệ bếp để cho các cô các chị nấu nướng. Thì tủ này được làm bằng gỗ, này là gỗ tự nhiên chứ không phải là gỗ công nghiệp. Đó, đây là khu vực ăn cơm của gia đình. Đó, và bên trong bên dưới đây thì sẽ có cái nhà vệ sinh. Đó, khu vực đây, đây là nhà vệ sinh của mình. Đây, nhà vệ sinh thì được lót gạch men từ dưới lên trên nên là nhà vệ sinh của mình rất là sạch cô chú ạ. Đó, có vòi hoa sen rồi đầy đủ. Và ngay chỗ đây á, nếu sau này mà cô chú muốn làm thang máy á, không đi được thang bộ thì có thể ngay góc đây để mình làm thang máy nè. Đó, ngay góc đây. Tại chỗ này là anh chủ anh không có nhu cầu làm thang máy nên là cô chú sau này có nhu cầu thì có thể đặt cái vị trí là thang máy ngay tại đây. Đó. Và ngay chỗ đây thì mình để máy giặt và máy lạnh, tivi cho gia đình xem tivi. Đó. Đứng đây là từ trong mình nhìn ra ngoài của căn nhà này. Đó. Thì nhìn ra là mình sẽ thấy đường. Thì bây giờ Hùng sẽ đưa mình đi lên tầng 1 nha. Đây cô chú, bây giờ chúng ta sẽ lên tầng 1. Đây là không gian tầng 1 đây cô chú. Đó. À, không gì. Dạ, đây là không gian tầng 1 của nhà mình ạ. Đó. Đây là chỗ lắp mấy cái liễn. Rồi. Đây là một phòng. Bên này là một phòng ngủ này. Đó. Đây là một phòng ngủ. Bên này là một phòng ngủ. Là tầng 1 này là mình có tầng 1 này là có tất cả là hai phòng ngủ và một cái phòng, một cái khu để cho gia đình ngồi xem tivi giải trí ở tầng 1. Đây cô chú. Ở đây có cửa mở ra cho thoáng này. À, nếu mà thấy bí bách thì mình mở cửa ra thoáng. À, đây là ban công. Thì căn nhà của mình nó có mặt trước và mặt sau. Thì mỗi tầng đều có ban công trước và sau hết. Nên nó là rất là thoải mái khi mình lấy. Ở đây nó gần sông nên là cũng rất là mát cô chú. Đây ban công ở bên ngoài của mình đây. Đó, khu vực này là để trồng hoa cảnh rồi. Nhà mình. Đó. Bây giờ ông sẽ quay mặt sau của cái tầng 1 này cho cô chủ nhìn cho rõ hơn nha. Đây ạ. À, đây là mặt sau của cái tầng 1 này. Đây là không gian, không gian này là không gian để gia đình ngồi coi tivi cũng như là uống trà và giải trí của gia đình mình. Ở trên là có lắp mấy cái đèn. Đó. Ok, bây giờ đằng sau đây là một nhà vệ sinh. Thì tầng 1 nhà mình là có một cái nhà vệ sinh và hai cái phòng ngủ, một cái chỗ để vui chơi giải trí gia đình. Đây, nhà vệ sinh thì cũng rất là sạch. Được làm từ lót gạch men từ dưới lên trên. Cô chú thấy đấy, nhà vệ sinh của mình ok không ạ? Nó gạch men từ dưới lên trên nên là khi mà mình rờ cái tay vào trong tường sẽ không có bị dính và không bị
dơ cái nhà vệ sinh của mình, rất dễ là lau chùi. Bây giờ hết tầng 1 rồi, chúng ta sẽ lên tầng 2 nha cô chú. Đây, bây giờ chúng ta sẽ lên tầng 2. Đây, đây là mình sẽ đã lên tới tầng 2 rồi cô chú. Tầng 2 thì ngay tại đây nó có cái cửa này. Cửa này là để gió lùa vào bên trong cho gia đình mình nó thông á. Thì đây là một nửa của tầng 2. Thì tầng 2 này sẽ có một cái phòng ngủ nè. Đây là một cái phòng ngủ. Đó, một cái phòng ngủ. Nãy giờ là bên dưới là hai phòng ngủ rồi đúng không? Đây một phòng nữa. Phòng ngủ này là 3 phòng. Nhà mình có tổng tất cả là 5 phòng ngủ cô chú. Đây phòng ngủ bên đây. Bên đây là một phòng nữa nè, là 2. Trên này là 2 phòng, tất cả là 4 phòng rồi. Đó, phòng ngủ đây. Ở trước đây là có cửa sổ và cửa ra ban công. Đây là ban công trước nhà của mình này. Chỗ này là trồng mấy cái chậu hoa. Đó, cho nó mát cái nhà của mình. Đó, cái nhà mình rất là đẹp. Đó, bên kia cô chú thấy không? Bên kia cái chỗ kia, chỗ mấy cái chớp nhà đó, chính là khu đô thị An Bình Tân của mình. Trong cái phòng ngủ này thì ảnh để thêm cái máy tập thể dục đi bộ nữa nè. Đó. Những góc này là mình nhìn thấy được cái phòng của mình nè. Mình sẽ đi ra mặt sau của cái tầng 2 này. Nhà này còn mới lắm cô chú. Xây khoảng 2019 rồi. Đó, phòng này là phòng ngủ cuối cùng. Hiện tại là xây, dự tính là xây 7 phòng ở tầng rồi, nhưng mà hết tiền thì xây có 3 tầng mấy thôi, 3 đến 4 tầng thôi. Đây một phòng. Khi nào cô chú có thời gian thì hãy sắp xếp, nếu mà muốn xem nhà thì hãy sắp xếp để Hùng dẫn đi mình tới mình xem cụ thể và thực tế mình dễ cảm nhận hơn. Chứ còn coi trên màn hình video này thì nó cũng không khái quát được hết. Ở sau đây là chỗ để nhà vệ sinh nè. Nhà mình nó có tất cả là 3 nhà vệ sinh nha cô chú. 3 nhà vệ sinh, 5 phòng ngủ. Cái chỗ này chính là cái chỗ để mình làm cái thang máy nè cô chú. Đó, bên dưới thang máy nè. Sau này nếu cô chú không thích đi bộ thì có thể đi bằng thang máy. Đây là nhìn ra xuống đây là phường Vĩnh Trường. Đây là căn nhà của mình, nó nằm tại phường Phước Long, thành phố Nha Trang cô chú ạ. Không phải phường Vĩnh Trường đâu. Đó, bây giờ mình sẽ lên một tầng nữa. Tầng này là tầng thuê của căn nhà. Đây ạ, đây là tầng ve của căn nhà mình. Thì tầng ve này là có, lên trên đây là có cửa sổ nè, mở ra cho thoáng nè. Và bên đây là có một phòng ngủ nữa. Đây là một phòng thờ chứ. Phòng bên đây là để phòng thờ. Phòng thờ cô chú. Giá bán là 7 tỷ 580 triệu. Bên này là không gian, ở ngồi đây để mình chơi hoa chơi cảnh rồi.
cây cảnh rồi đây. Đây ở trên này, à, đây là ở dưới nè. Nhà này là xây với mục đích để ở chứ không phải để bán, nhưng mà do là vì nợ ngân hàng nên là phải bán gấp cô chú ạ. À, bên kia chính là cầu Bình Tân Nha Trang của mình, và sông này là sông Quán Trường ở cầu Bình Tân. À, bên dưới đây là đường này cô chú, đã đường này là đường đi sân bay nè. Còn sẽ dẫn cô chú đi lên trên kia, đi ra ở đây mặt sau này. Ban công mặt trước mặt sau của căn nhà, chờ Hùng mở cái cửa kia. À, ở đằng sau đây có cái ấy nè, Hùng mở cửa không ra cô chú ạ. Rồi ra rồi, ra rồi, ra rồi. Mở ra, mở cửa ra rất là thoáng và mát luôn. Nhà của mình là thiết kế rất là thoáng mát cô chú. Ở đây hướng nào cũng có gió lùa vào nên là mình không có bị bí thở. Đây, đây xuống dưới kia là ra biển thôi. Sổ hồng hiện tại đang thế chấp tại ngân hàng, đó là cô chú đến đây đến mua cái căn nhà này thì Hùng sẽ gửi sổ riêng qua cho Zalo cho mình nha. Đây là khu trên này là mình để bồn nước, đứng trên này là mình sẽ thấy được sông, sông này là sông Lô này, đúng không, sông Lô. Vị trí căn nhà đứng bên kia là mình sẽ thấy sông với lại đường ra chỗ khu biệt thự biển An Viên đó cô chú. Phía xa xa kia. Thì cảm ơn cô chú đã theo dõi ủng hộ. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cái phần đi xem các tiện ích xung quanh bên căn nhà để chúng ta biết được là căn nhà mình nó có tiềm năng hay không nha. Dạ, thưa cô chú thân mến, bây giờ mình sẽ dẫn cô chú từ vị trí này đi ra đến bờ biển và bãi tắm ngay tại đường Hoàng Diệu và đường Trần Phú Nha Trang, để cho cô chú biết được là căn nhà của chúng ta xung quanh của nó có tiện ích gì, và nó có tiện ích gì, và nó có cách biển của mình là bao xa nha cô chú. Đó, đây là mặt tiền đường là cô chú. Xung quanh mình là có nhiều cái cửa hàng buôn bán lắm. Trên này là người ta bán nhiều cái cửa hàng kinh doanh nhỏ, văn phòng nữa. Hiện tại Hùng đang đi trên con đường là đường đại lộ Nguyễn Tất Thành, còn gọi là đường Nguyễn Tất Thành. Thì khu vực này rất là sầm uất và nhộn nhịp. À, mình đã ra tới cái chỗ là đường Lê Hồng Phong Nha Trang rồi cô chú. Đây sắp tới rồi, ngay chỗ vòng xoay đây. Đây là đường Lê Hồng Phong của phường Phước Long Nha Trang. Đó.
Bây giờ chúng ta sẽ rẽ vào con đường là đường Nguyễn Đức Cảnh. Đây ạ, đây là đường Nguyễn Đức Cảnh và đường Lê Hồng Phong. Nó thì đại lộ Bắc Thành là rẽ qua bên Lê Hồng Phong rồi vào Nguyễn Đức Cảnh. Đây là đường Nguyễn Đức Cảnh đây cô chú. Đường này thì rất là đông vui nhộn nhịp và trên đường Nguyễn Đức Cảnh này buôn bán cũng rất là đông. Mình sẽ đi chậm cho cô chú dễ nhìn nha. Dạ, bây giờ là mình hết đường Nguyễn Đức Cảnh rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp giáp với đường là đường Hoàng Diệu. Đây là đường Hoàng Diệu nhé. Đây là từ nhà mà kết nối bên kia là chỗ sân bay Nha Trang cũ á. À, ngay chỗ mấy cái bảng phía trước kia. Ngay chỗ cái hàng tôn á là sân bay cũ. Thì tương lai nếu mà pháp lý ở đây ổn định thì khu này sẽ rất là sầm uất. Thì từ đó đi ra đây thì cũng rất gần. Bây giờ chúng ta sẽ rẽ vào con đường là đường Hoàng Diệu. Chỉ cần chúng ta đi hết con đường Hoàng Diệu này là chúng ta sẽ tới được bờ biển và bãi tắm đường Trần Phú Nha Trang. Đây là đường Hoàng Diệu Nha Trang của mình đây cô chú ạ. Nó cũng rất là đông và nhộn nhịp. Cô chú ráng một xíu nữa, chúng ta sắp tới được là đường Trần Phú rồi. Khoảng cách là tầm 200 m nữa là chúng ta ra tới đường Trần Phú ạ. Bên tay trái của chúng ta đây là khu dự án sân bay cũ Nha Trang của mình. Cô chú, đó, phía trước của mình là dự án sân bay cũ. Nói chung là trong này nó bị vướng cái pháp lý thôi, chứ còn giá đất ở đây thì có người ta cũng bán rẻ lắm, giờ người ta cũng kẹt á.
Bây giờ chúng ta chỉ còn khoảng 50 mét nữa là chúng ta sẽ ra được Trần Phú cô chú ạ. Đó. Thì từ đường đại lộ Nguyễn Tất Thành là ra đường Trần Phú và bãi tắm của mình thì rất là gần. Hùng tính trên định vị Google Maps thì chỉ có khoảng là 2,3 km thôi. Thời gian đi thì tầm khoảng nãy giờ chắc khoảng 7 phút rồi cô chú. Do là Hùng đi chậm chứ còn nếu mà đi nhanh thì nó thời gian nó nhanh hơn. Dạ, thưa cô chú thân mến, phía trước của mình chính là bờ biển và bãi tắm của đường Trần Phú Nha Trang của mình. Thì đây là khu vực gọi là công viên thanh niên và nơi đây sẽ là nơi tổ chức hội chợ hàng năm tại Nha Trang Khánh Hòa. Đó, thì từ nhà đi ra đó thì khoảng 2,3 km thôi. Và ra cái chỗ bãi tắm này thì khoảng 2,3 km. Vâng, thì cô chú quan tâm thì hãy gọi cho Hùng theo số hotline trên màn hình là 0902 27181. Nếu cô chú thấy hay thì hãy đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất từ Hùng nhé. Cảm ơn cô chú rất nhiều. Hẹn gặp lại cô chú video ngày mai. Nếu thấy hay hữu ích thì hãy like, share, chia sẻ, ủng hộ Hùng với ạ. Để Hùng có thêm thời gian và động lực để Hùng làm video mới cho cô chú. Chúc cô chú một ngày mới thật là vui vẻ. Cảm ơn cô chú rất nhiều ạ.